Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh cho EU ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các đồng minh theo chân Đức cung cấp thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine để đối phó với các đợt tập kích tăng cường từ Nga vào các cơ sở tầng năng lượng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các đồng minh châu tuân thủ các cam kết viện trợ thêm vũ khí, nhất là các hệ thống phòng không cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang gặp nhiều bất lợi và các đợt tập kích của Nga đang gây thiệt hại rất lớn về hạ tầng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo trên mạng xã hội X sẽ viện trợ thêm một hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. Đây cũng là tổ hợp Patriot thứ ba mà Đức cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022.